Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tiểu mục chuyện tối nay. Trong những ngày thời tiết mùa đông như thế này thì được ngồi quây quần với bạn bè, gia đình bên nồi lẩu nóng hổi, khói bốc nghi ngút với đầy đủ các loại thịt, rau, củ thì là một điều rất là tuyệt vời đúng không ạ? Tôi tin chắc rằng ăn lẩu là sở thích của rất nhiều người trong chúng ta. Đôi khi không hẳn vì chúng ta thèm ăn đồ ăn trong nồi lẩu mà là vì thích cái cách chúng ta ngồi quây quần bên một cái nồi lẩu cùng với gia đình rồi cùng với bạn bè và có thể dễ dàng hàn huyên với nhau. Do đó nhiều bữa ăn lẩu thì có thể kéo dài mấy tiếng đồng hồ và từ tối cho đến đêm. Tuy nhiên thì cũng như mọi cách thưởng thức khác nhau thì nếu ăn không đúng thì có thể sẽ gây hại cho sức khỏe. Và chuyện tối nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ Từ Ngữ. Ông là hội trưởng Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam để có thể là xem liệu làm thế nào để đừng rước bệnh vào người khi ăn nồi lẩu. Vâng ạ, trước hết là xin cảm ơn ông đã đến với chương trình và trước hết là chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự sau đây. Cứ sau 7 giờ tối, cả dãy phố lẩu ở dọc bờ sông Tô Lịch, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu tấp nập. Đông đúc, ồn ào. Bạn bè, gia đình tụ tập nhau bên những quán ăn vỉa hè và những nồi lẩu nóng. Mình thấy đây là một cái cửa hàng rất là đông khách và cái thực phẩm cũng rất là ngon. Lẩu ở đây có đủ loại, siêu cua bắp bò, sườn sụn, lẩu ếch, lẩu bò, lẩu hải sản. Nhìn những hình ảnh này, đủ thấy sự ngon miệng của nhiều người khi thưởng thức. No là được rồi. Chất lượng ăn thì em ăn phải một vài lần là ngon. Nó chia làm hai cái nhóm, một là các loại vi sinh vật sinh ra ngoại độc tố và thứ hai là sinh vật nội độc tố. Nội độc tố là gì? Trong quá trình phát triển của nó đã sinh ra rồi và nó còn lại trong thực phẩm. Còn loại ngoại độc tố là gì? Nó phát triển rất nhiều, sau đó lúc giết nó, tiêu diệt nó thì nó lại độc tố nó vẫn còn. Thay chắc là cả hai trường hợp đều có độc tố trong đó. Thế còn đi khi ta nấu thì trực tiếp là vi sinh vật tiêu diệt. Lúc này chúng ta không quá ngại lần nữa cái chuyện là ăn phải vào và trực tiếp vào vi sinh vật trong bụng nữa, mà bây giờ là gì, độc tố có sẵn trong đó do vi sinh vật trước nó phát triển đến mức độ đã cảm thấy là cái đường người ta bình thường người ta cảm thấy cái mùi hôi, mùi tiêu, mà cái mùi hôi mùi tiêu càng lớn bao nhiêu thì lượng vi sinh vật càng lớn bao nhiêu, và do đó cái độc tố càng tiêu càng lớn bao nhiêu thì lúc này độc tố nó sẽ vào trong cơ thể. Ăn lẩu vừa ngon vừa vui mà lại còn rẻ, nhưng đằng sau đó tiềm ẩn những nguy cơ gì đối với sức khỏe không phải ai cũng biết. Vâng, thưa tiến sĩ, rõ ràng là trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là đây chỉ là một trong rất nhiều những con phố chuyên môn bán lẩu của Hà Nội, đặc biệt là trong mùa đông. Và rõ ràng là cái thói quen ăn lẩu đã trở thành một trong những sở thích của người Hà Nội. Xin tiến sĩ có thể chia sẻ một chút nhận định của ông về cái thói quen này. Thật ra lẩu là một cái món ăn khá tốt về mặt dinh dưỡng. Nó vừa cung cấp được nước, nó vừa cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là lẩu thập cẩm, vì nó có cả chất đạm, nó có cả các vitamin ở trong đó, cho nên nó thật ra nó là một cái món ăn tốt. Thứ hai là phải nói lẩu là một cái món từ Bắc chí Nam, và có lẽ không phải chỉ có Việt Nam, cái chữ hot pot thì nó có ở rất nhiều các nước. Từ Bắc chí Nam, vùng nóng người ta cũng ăn lẩu, nhưng mà đặc biệt là ở vùng lạnh như là chúng ta thì ở Hà Nội lúc này ăn lẩu là một cái thú vui, một cái sở thích, bởi vì nó là một cái gọi là một cái không khí bữa ăn mà chia sẻ được các cái tinh thần, rồi nói chuyện trò chuyện với nhau. Và thường một cái bữa ăn lẩu ấy thì là kéo dài khá lâu, và cái cách nấu ăn lẩu ấy cũng có rất nhiều cách. Có cách người ta ngâm thực phẩm ở trong lẩu rất lâu, và có cách người ta là làm xong người ta lại vớt ra đĩa rồi người ta ăn. Trên lẩu thì tôi nghĩ là một cái món ăn tốt. Vâng, thưa ông thì tôi vừa thấy những cái biển quảng cáo về những cái món lẩu, thì tôi thấy chẳng hạn như có những cái nồi lẩu chỉ giá thành chỉ từ 140 đến 150.000 cho một nồi lẩu cho 4 người ăn chẳng hạn. Bản thân tôi cũng là một người nội trợ, và tôi biết rằng nếu mà để mua xương hầm rồi mua những cái gia vị để cho một nồi lẩu thì có lẽ giá cũng phải ít nhất là gấp đôi, thậm chí gấp rưỡi cái giá mà chúng ta thấy ở trong các quảng cáo. Ông có thể nói gì về điều này ạ? Thật ra thì bây giờ là chúng ta đang nói sang một câu chuyện khác, là câu chuyện lẩu ở đường phố, lẩu giá rẻ, thì nó sẽ liên quan tới một cái là thực phẩm, tức là nguồn gốc của thực phẩm đó là chất lượng chắc chắn là không tốt.
Thậm chí là có thể các thực phẩm mà gọi là phải bỏ đi rồi mà người ta lại tẩy dừa, người ta ướp các cái khác vào để làm thay đổi cái mùi vị, đánh lừa được cái người tiêu dùng. Thứ hai là để có một nồi lẩu ngon thì đòi hỏi phải có nước ngon. Và cái nước đó thật ra phải nấu từ những cái thực phẩm tốt. Thế nhưng mà hiện nay lẩu ở đường phố theo chúng tôi biết là nó có những gói và cho vào nước và chúng ta nấu thành cái nồi lẩu. Như vậy cái vấn đề lẩu đường phố giá rẻ, chủ yếu ta phải nói về nguồn thực phẩm và phải nói về nguồn cái nước mà chúng ta gọi là nước lẩu. Vâng, ngoài cái câu chuyện là gia vị, câu chuyện là nguồn thực phẩm bẩn, rồi là rau phun thuốc, thì còn một cái vấn đề nữa là cách sơ chế, chế biến. Thì xin ông có thể nói về cái nhận định của ông về cách sơ chế, chế biến. Về sơ chế, chế biến ý, thì thực phẩm thì đã bẩn. Nhưng mà cái thực phẩm ấy là ta đang nói về chất đạm. Nói nhiều về chất đạm tức là thịt, cá, rồi hải sản hay cái gì đấy. Nhưng còn một cái nữa, lẩu ăn thì rất nhiều rau. Đấy là một cái mà thú vui của mọi người. Thế thì trong cái rau ấy thì tôi quan sát là này. Thứ nhất là đến nước rửa bát người ta không có, nước rửa chén không có. Thậm chí là nếu mà vội là người ta nhúng qua rồi người ta mang lên. Thế thì lấy đâu ra nước mà người ta rửa? Cho nên nguyên tắc rửa rau, tôi thì cũng từng làm ở bếp ăn của bệnh viện. Thì cái kỹ thuật rửa rau mà ăn đông người ấy, thì phải nói là người ta cho vào nước và người ta khoáng lên quá. Thế là coi như là xong. Thì lại còn một cái nguy cơ nữa là nguy cơ về mặt vệ sinh trong ăn uống, nó cũng thể hiện ở đây. Dạ vâng. Quý vị và các bạn thân mến, có nhiều cuộc vui gặp bạn bè hay bên cạnh người thân, những nồi lẩu với những món ăn khơi gợi cảm giác ngon miệng, lại thêm một vài ly rượu cùng những câu chuyện vui vẻ. Có nhiều người có thể ngồi hàng giờ để nhậu nhẹt. Vui là điều ai cũng biết, thế nhưng tôi muốn đưa ra một thông tin mà có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ bất ngờ, đó là ăn lẩu càng lâu thì sẽ càng có hại cho cơ thể. Lý do vì sao, chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày của chị Thanh Huyền. Xin mời chị Thanh Huyền. Vâng, xin cảm ơn chị Thu Thủy. Thưa quý vị, bỏ qua những nguy cơ từ thực phẩm bẩn, từ cách chế biến mất vệ sinh, tôi muốn nhấn mạnh rằng cho dù nồi lẩu của gia đình bạn gồm toàn những thực phẩm sạch thì bạn vẫn có thể rước bệnh vào người nếu như ăn không đúng cách, cụ thể ở đây là ăn quá lâu. Thông thường thì khi ăn lẩu thì sẽ vừa ăn vừa lai dai vừa nói chuyện và dẫn đến bữa ăn có thể kéo dài cho đến vài tiếng đồng hồ. Đây là một thói quen gây hại cho sức khỏe của bạn. Việc ăn lẩu quá lâu sẽ làm tăng lượng cholesterol trong máu và ăn quá lâu còn có thể dẫn đến việc là rối loạn đường tiêu hóa. Ngoài ra thì ngồi ăn lẩu quá lâu sẽ khiến cho dạ dày phải làm việc liên tục bởi các loại dịch vị, dịch mật, dịch tụy phải tiết ra nhiều liên tục, dễ gây đau bụng đi ngoài, viêm lá lách mãn tính. Do đó, chỉ nên ăn lẩu trong khoảng thời gian tối đa là 2 tiếng đồng hồ và mỗi tuần thì không nên ăn lẩu quá một lần. Các bạn càng phải ghi nhớ điều này khi mà sắp đến Tết Nguyên đán. Bây giờ là thời điểm cho các cuộc liên hoan, tụ họp tất niên. Nhiều người có khi một tuần phải đi ăn lẩu đến 3-4 lần và mỗi lần thì tôi tin là khó mà dưới 2 tiếng được. Nghiêm trọng hơn là theo một nghiên cứu được thực hiện trên 4 loại lẩu phổ biến là lẩu dưa chua, lẩu hải sản, lẩu xương hầm và lẩu vịt. Thì nước lẩu tuy ngon nhưng mà càng đun lâu thì lại càng độc hại hơn. Và những chất độc hại sinh ra như là nitrit và hợp chất nitrosamin có khả năng gây ung thư. Cụ thể là nồng độ nitrit trong nước lẩu thay đổi trong thời gian ăn và chia làm 4 lần. Lúc bắt đầu cho đến 30 phút, 60 phút sau khi ăn và 90 phút sau khi ăn. Thời gian ăn lẩu càng dài thì hàm lượng nitrit sẽ lại càng tăng ở trong nước lẩu. Sau 90 phút thì nước lẩu dưa chua có nồng độ nitrit cao nhất và cao gấp 10 lần so với lúc đầu. Lẩu hải sản có nitrit cao gấp 7 lần. Lẩu nước hầm xương và lẩu vịt có lượng nitrit nhỏ hơn nhưng mà cũng tăng 3 lần so với ban đầu. Nhiều người có thói quen uống nước lẩu. Tuy nhiên nếu uống quá nhiều nước lẩu biến chất do đun quá lâu thì có thể bị ngộ độc nitrit. Dù không ngộ độc chết người ngay lập tức nhưng mà trong nước canh lẩu thì hàm lượng axit amin khá cao. Trong điều kiện nhiệt độ cao có thể kết hợp cùng với nitrit và trở thành một loại hợp chất gây ung thư, đó là nitrosamin. Và xin được quay trở lại với cuộc trao đổi của chị Thu Thủy cùng với tiến sĩ Từ Ngữ. Vâng, xin cảm ơn những thông tin của chị Thanh Huyền. Tiến sĩ Từ Ngữ thân mến, vừa rồi những cái thông tin vừa rồi thì xin ông có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả là cái việc mà hấp thụ do là ngồi ăn lai dai quá lâu và có cơ thể có thể hấp thụ những chất như là nitrit hay là nitrat thì nó sẽ gây những cái nguy cơ gì cho cơ thể con người ạ? Qua phóng sự vừa rồi thì phải có hai phần chúng ta phải tách ra. Phần thứ nhất là ăn quá dài. Hôm nay thì không nói về cái chuyện ăn quá dài đó.
Thế ra tôi không có bình luận về cái chuyện mà ăn quá dài. Nhưng mà việc thứ hai là ăn lẩu với một cái nhiệt độ như thế, các cái chất chúng ta xuất hiện ở trong cái nồi lẩu, và theo phóng sự là rất nhiều nitrit nó sẽ xuất hiện. Tôi biết chắc chắn là nitrit là một trong các cái chất mà có gây nên cái nguy cơ ung thư. Và trong một cái nghiên cứu rất lớn ấy, thì người ta đã nói rồi, trong dưa chua, quá trình lên men là các cái nước mà ăn dưa, đặc biệt là Nam Hàn, Trung Quốc và Việt Nam, thì cái tỷ lệ ung thư dạ dày và đường tiêu hóa cao hơn. Thì cái việc đó là đã có cái nghiên cứu để chứng minh. Tuy nhiên, trong quá trình nấu cái nồi lẩu, cái hàm lượng mà nitrit nó nhiều hay ít, nó tăng theo thời gian, thì cái này cần phải có một cái thử nghiệm lại. Ví dụ chúng ta nói là tăng 3 lần, thì câu đó cũng là một cái cách nói, nhưng mà vấn đề quan trọng là số lượng, cái hàm lượng bao nhiêu nitrit ở trong cái nồi lẩu, đó là quan trọng hơn. Và khẳng định lại là nitrit, nitrosamin và những hợp chất, chưa kể đến các kim loại nặng, trong quá trình mà người ta bảo quản các cái thịt mà không tốt đó, nó có rất nhiều các kim loại nặng. Nước lẩu nó cũng chứa rất nhiều các kim loại nặng, và đấy cũng là các yếu tố gây nên ung thư. Vâng, tôi diễn sĩ Từ Ngữ là Thanh Huyền thì có một băn khoăn. Đó là có rất nhiều người bạn tôi khi mà đi ăn lẩu, đặc biệt là vào mùa đông thì thường rất là thích uống rượu. Bởi vì theo quan niệm của mọi người là vừa ăn lẩu vừa uống rượu thì nhỡ may mà ăn phải loại thực phẩm gì chưa chín lắm thì cũng sẽ có rượu để khử trùng rồi. Vậy thì theo tiến sĩ thì quan niệm này có đúng hay không? Và ngay cả việc là rượu có thể là nó không thể khử trùng được những cái thực phẩm mà chưa chín đó, thì liệu rằng vừa ăn lẩu vừa uống rượu thì có gây ra tác hại gì hay không? Tất nhiên là ngồi với bạn bè thì phải uống rượu, ai cũng vậy, chỉ uống nhiều hay là uống ít mà thôi. Tôi cũng không nghĩ rằng rượu nó đi với lẩu là có vấn đề. Đấy là tôi. Và vấn đề là uống rượu là uống nhiều thì nó nguy hại cho sức khỏe. Còn trong đông y, trong y học dân tộc Việt Nam ấy, thì thực phẩm âm và dương, thì thường khi mà chúng ta ăn thực phẩm âm ở đây có nói về các loại mà hải sản, thì thường là người ta lại thích uống rượu hơn là uống bia. Và đấy là một cái lý giữa cái âm và dương. Vậy thì rượu có thể tiệt trùng được những loại thực phẩm chưa chín hay không? Không có tác dụng tiệt trùng. Rượu không có giá trị gì trong vấn đề giết được các vi khuẩn. Ta phải khẳng định như vậy để cho nó rõ. Còn sát khuẩn khi mà chúng ta tiêm chích thì đấy là cồn 90 độ chứ không phải là rượu. Vâng. Thêm một câu hỏi nữa là có nhiều người rất là thích ăn lẩu cay. Cái vị cay nó làm gia tăng cho cái khẩu vị. Và có nhiều người thì cho rất là nhiều ớt sa tế vào để đun, thì tôi không hiểu là khi mà đun ớt sa tế ở trong nồi lẩu mỗi một thời gian dài như vậy thì có vấn đề gì không, thưa tiến sĩ? Thật ra là sa tế là một cái thực phẩm dương, nếu mà lại quay lại chỗ dương một tí là thực phẩm dương và nó rất là nóng. Sa tế thì cũng lại quay lại chất lượng, nếu sa tế thật thì cũng tốt, nhưng nếu sa tế mà chất lượng không tốt thì nó cũng rất nhiều nguy cơ các hóa chất và chất màu, đúng không? Tạo màu ở trong đó. Cho nên ăn sa tế mà ăn nhiều thì cũng không tốt. Đặc biệt với một số các cái loại bệnh, đặc biệt là những cái đường tiêu hóa, anh nào mà viêm loét dạ dày chẳng hạn, ăn quá nóng thì cũng lại là không tốt. Chưa kể đến ở miệng, nếu mà chúng ta mà ăn quá nóng ở lạnh thì nó sẽ làm mất cái cảm giác ngon của cái bữa ăn đi. Và đấy là cái mà chúng ta cần là quan tâm. Vâng, và xin hỏi ông câu hỏi cuối cùng là đây rõ ràng là một cái nét văn hóa, ăn lẩu là một cái nét văn hóa. Vậy thì làm sao để ăn lẩu an toàn và những đối tượng nào thì không nên ăn lẩu? Tôi phải nói lại là lẩu là món ăn tôi ưa thích và tôi khẳng định đây là món ăn đa dạng, cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng và dễ ăn cho mọi người. Tuy nhiên nếu mà lẩu không tốt thì nguy hại, có nguy cơ nguy hại đến sức khỏe. Cho nên lời khuyên của tôi là: một, ăn ở nhà. Và nếu có bạn bè cũng có thể mời về nhà để cùng ăn, ngồi bù khú với nhau, nó cũng ấm cúng hơn. Và cái thứ hai là chọn các cái nhà hàng lẩu mà Hà Nội tôi thấy Sĩ Phú nó cũng khá tốt đấy. Và nó lại có cái nồi riêng và tự người ta phải nấu, cho nên thực phẩm không ở trong cái nồi đó lâu. Chứ nếu ăn nổi lẩu mà đông người ấy, thì thường là chúng ta cho thực phẩm vào ngâm lâu ở trong đó và người ta không lấy hết ra. Thì đấy là cái vấn đề mà tôi đề nghị là lẩu, ăn lẩu tại nhà. Thứ hai là nếu chọn nhà hàng mà ăn lẩu thì nên là chất lượng.
Vâng, dạ. À, xin cảm ơn tiến sĩ. Dạ, xin cảm quý ơn. Vị và các bạn thân mến, chúng tôi tin rằng là ai cũng muốn có những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè người thân và sẽ ấm áp hơn khi có những món ăn ngon. Thế nhưng những cuộc vui sẽ trọn vẹn hơn nếu không có ai phải vào viện vì ngộ độc thực phẩm, hay cơ thể sẽ không bị nhiễm độc bởi các hóa chất làm lẩu và thực phẩm kém chất lượng, và thậm chí có cả những thói quen ăn uống không khoa học. Câu chuyện với tiến sĩ Từ Ngữ hôm nay thì hy vọng là đã mang cho quý vị rất nhiều những cái thông tin hữu ích. Và hôm nay cũng là một ngày cuối tuần, có thể nhiều gia đình đang quây quần bên ra nhau để cùng ăn uống những món ăn ngon, an toàn và bổ ích. Chúc quý vị có một bữa tối ngon miệng.